Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 9 của Đài phát thanh truyền hình Sơn La. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau. Huyện Quỳnh Nhai tổ chức thành công hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên năm 2021. Sông Mã xây dựng lán tạm phục vụ cách ly. xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn trái vụ theo hướng hữu cơ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong 2 ngày 24 và 25 tháng 9, huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức thành công hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên năm 2021. Tham dự hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm chuẩn bị đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Đến với hội thi này thì ngoài về tuyên truyền về cái nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020 2025 thì tôi có chọn một cái chủ đề đó là tuyên truyền về cái khâu đột phá thứ hai. Đây là một trong ba cái khâu đột phá quan trọng mà nghị quyết đề ra đó là huy động các cái nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, từng bước đưa du lịch huyện Quỳnh Nhai trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển. Trong phần thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo, các thí sinh đã trả lời đúng trọng tâm câu hỏi mà ban giám khảo đưa ra. Nhiều thí sinh có lập luận chặt chẽ, logic, có tính thuyết phục cao. Với uh, vai trò là báo cáo viên và được tham gia hội thi thì nhằm là giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và quan trọng là cả để học hỏi lẫn nhau về cái kỹ năng uh, công tác báo cáo viên trên trường miệng. Thông qua hội thi, giúp cấp ủy các cấp nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của công tác tuyên truyền miệng, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng về chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát thực tiễn cơ sở. Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên huyện Quỳnh Nhai thì là dịp để tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động đẩy mạnh các cái phong trào thi đua thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, năm giải khuyến khích và ba giải phụ cho các thí sinh tham gia hội thi. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 13 tháng 9 năm 2021, 18 xã trên địa bàn huyện Sông Mã đã tích cực chỉ đạo các bản thực hiện xây dựng nhà lán tạm để phục vụ cho công tác cách ly tập trung tại bản. Hiện huyện Sông Mã có 2 khu cách ly cấp huyện có thể thu dung 82 người, 21 khu cách ly cấp xã thị trấn có thể thu dung 546 người, nhằm dự phòng tình huống địa phương có dịch, khu cách ly của tỉnh, huyện, xã quá tải do đón lao động làm việc ở ngoại tỉnh đặc biệt từ những vùng dịch trở về địa phương. Huyện Sông Mã đã triển khai xây dựng 4.060 lán trại tại 406 bản, tương đương mỗi bản sẽ thực hiện dựng thêm ít nhất 10 lán tạm để phục vụ công tác cách ly tập trung. Diện tích mỗi lán khoảng 7 m2 được xây dựng theo mẫu thiết kế của phòng kinh tế hạ tầng huyện. Vị trí xây dựng đảm bảo phương án kéo điện, kéo nước, tiếp tế hậu cần và có khu vệ sinh riêng. 100% kinh phí xây dựng lán gồm ngày công, nguyên vật liệu đều do nhân dân đóng góp. Tính đến ngày 24 tháng 9, 18 xã trên địa bàn huyện Sông Mã đã xây dựng được 3.933 trên 4.060 lán tạm phục vụ công tác cách ly tập trung tại bản. Trong đó có các xã Triền Sơn, Triền Khong xây dựng vượt kế hoạch giao. 10 xã đã hoàn thành đạt 100% kế hoạch. Theo báo cáo của Cục Thuế Tỉnh, Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 21 tháng 9 đạt 2.522 tỷ đồng bằng 71,3% dự toán trung ương giao, đạt 61,5% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Nguyên nhân thu ngân sách đạt thấp so với dự toán chủ yếu là do sản lượng của các thủy điện chưa đạt theo tiến độ dự toán, trong đó thủy điện Sơn La đạt 64,8%, thủy điện Hòa Bình 69,4%, thủy điện Hội Quảng 81,8%, các thủy điện vừa và nhỏ là 53,8%. Các đơn vị kê khai phát sinh không đạt tiến độ bình quân dự toán cả năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Một số doanh nghiệp và hộ kinh doanh ngừng hoạt động dẫn đến không phát sinh số thuế phải nộp. Tổng nợ thuế đến ngày 31 tháng 8 là 217,2 tỷ đồng, trong đó nợ khó thu là 33,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì việc thực hiện chính sách gia hạn thuế tiền thuê đất của các tổ chức cá nhân cũng ảnh hưởng đến số thu ngân sách Huyện Bắc Yên có 2.585 ha sơn tra, dự kiến vụ sơn tra năm nay có 1.531 ha cho thu hoạch, sản lượng ước đạt trên 1.800 tấn, tập trung chủ yếu tại các xã Xiếm Vàng, Háng Đồng, Hang Chú và Làng Chiếu. So với các địa phương khác, sơn tra Bắc Yên thời vụ thu hoạch muộn hơn thường bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11. Trên địa bàn hiện nay có công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Sơn, trung bình mỗi năm thu mua 100 tấn để chế biến, các hợp tác xã trên địa bàn thu mua khoảng 400 tấn. Cùng với đó, chính quyền địa phương đã kết nối với các doanh nghiệp ngoài địa bàn ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm để chế biến bột sơn tra, giấm mứt từ quả sơn tra và dùng để chế biến dược phẩm. Từ lợi ích kép của loại cây trồng này mang lại, huyện Bắc Yên đã chỉ đạo các xã tuyên truyền vận động người dân mở rộng diện tích trồng sơn tra, tăng cường hướng dẫn người dân nâng cao chất lượng quả để sơn tra trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của huyện, giúp người dân vùng cao thoát nghèo thưa quý vị, với người tiêu dùng việc sử dụng rau trái vụ thường có băn khoăn nghi ngại về quy trình sản xuất có đảm bảo an toàn cho sức khỏe hay không. Chính vì vậy, việc sản xuất rau an toàn trái vụ theo hướng hữu cơ chính là nút gỡ cho tâm lý nghi ngại đó. Mô hình này còn đem lại những lợi ích cho cả người sản xuất khi đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất rau chính vụ. ghi nhận của phóng viên. Hiện nay gia đình ông Phạm Văn Dựng, thành viên hợp tác xã rau an toàn Thanh Sơn, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu đang bắt đầu thu hoạch vườn rau bắp cải trái vụ với diện tích trồng trên 1,2 ha. Gia đình ông Dựng là một trong những hộ nông dân được Hội Nông dân tỉnh chọn thí điểm xây dựng mô hình trồng rau bắp cải trái vụ năm 2021 với diện tích đất nông nghiệp của gia đình trên 2 ha. Nhiên vụ trồng rau bắp cải trái vụ này, gia đình ông đã trồng trên 1,2 ha rau. Trong quá trình thực hiện dự án, gia đình ông cũng giống như nhiều hộ gia đình tham gia trồng rau trái vụ được chuyển giao kỹ thuật canh tác, cung ứng giống và phân bón. Theo ông Dựng, làm trái vụ dễ xảy ra dịch bệnh, tốn nhiều công chăm sóc nhưng lại rất được giá. Trung bình giá bán tại vườn 4.000 đến 5.000 đồng một kg, cao hơn rất nhiều so với giá chính vụ. Ước tính 1,2 ha rau trái vụ, gia đình ông thu được khoảng 26 tấn, trị giá khoảng từ 100 đến 110 triệu đồng. Chi phí thì ví dụ như là 1.000 mét của chính vụ, 1.000 mét của chính vụ hết khoảng 8 triệu thì nói chung làm cây rau trái vụ này trái vụ này thì sẽ hết khoảng 12 triệu đấy nhưng mà đến thu nhập cuối cùng thì nói chung cái làm trái vụ này thì cái giá nó cao thường thường là cái giá nó cao hơn nói chung cái chính vụ nhiều thế Mô hình sản xuất rau an toàn trái vụ theo hướng hữu cơ thuộc chương trình khuyến nông cấp tỉnh năm 2021 do Hội Nông dân tỉnh Sơn La thực hiện và được triển khai tại 3 xã Yên Sơn, Triềng Đông, Tú Nang của huyện Yên Châu. Mô hình này có 24 hộ dân tham gia, quy mô 10 hectare, gồm 5 hecta bí xanh, 5 hecta bắp cải. Trong đó xã Yên Sơn có 6 hộ là hội viên hội nông dân bản Bó Phương và bản Trình Hưng tham gia với tổng diện tích 5,5 hecta, 2,5 hecta bí xanh, 3 hecta bắp cải. Được tham gia với hội nông dân cung ứng về giống phân bón cũng như là bao tiêu sản phẩm thì chúng tôi đã cung cấp các cái đầu mối tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là các chợ đầu mối tại địa bàn Hà Nội, à, Thanh Hóa à, và một số các cái siêu thị cũng tạo được cái điều kiện để xuất khẩu các cái xuất các cái mặt hàng về rau củ quả góp phần vào thúc đẩy kinh tế của đồng bào. Trong quá trình thực hiện mô hình, Hội Nông dân tỉnh thường xuyên cử cán bộ xuống hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát các hộ dân thực hiện đúng theo quy trình Việt Gáp, nên diện tích rau, bí xanh phát triển tốt, chất lượng đảm bảo. Qua đánh giá, mô hình đạt kết quả khá tốt trồng rau trái vụ cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với rau chính vụ. Hiệu quả về kinh tế thì đây là một cây mô hình là làm trái vụ, có nghĩa là giải vụ để làm sao nó cung ứng ra thị trường là trong cái thời gian là hiếm rau nhất. Do đó thì giá giá của nông sản thì nó tăng lên. Thứ hai, ấy, hiệu quả về xã hội. Đây là một cái mô hình tạo con việc làm cho nông dân với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự đồng hành của cán bộ kỹ thuật, hội nông dân tỉnh và sự nỗ lực của các hộ dân, tin tưởng rằng mô hình trồng rau trái vụ sẽ cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm rau an toàn, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sản xuất cũng như người tiêu dùng, đồng thời tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nông thôn mùa nông nhàn. qua theo dõi radar thời tiết xác định được vùng mây gây mưa, mưa rào và rông trên các khu vực huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Phú Yên cảnh báo trong những giờ tới, những ổ mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và rông cho các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Phù Yên, Yên Châu, Bắc Yên và thành phố Sơn La. Trong cơn rông có khả năng xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tiến dụng trên địa bàn triển khai thực hiện tốt chính sách, tiền tệ, tiến dụng, ngoại hối, đẩy mạnh cơ cấu lại tổ chức tiến dụng và xử lý nợ xấu triển khai các phương án đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn liên tục trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của các khoản vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng, triển khai hiệu quả các giải pháp mở rộng tín dụng đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên dự án phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, trong đó thì tập trung ưu tiên cho vay để duy trì và khôi phục các ngành lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số trong hoạt động của ngân hàng. Đến hết tháng 8 năm 2021, huy động vốn tại địa phương đạt khoảng 24.250 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay là trên 42.000 tỷ đồng. Tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đang làm một số những công việc ngành nghề như là thu gom rác, phế liệu bốc vác, vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác, xe thô sơ, lái xe mô tô hai bánh chở khách. Người lao động thuộc các nhóm thợ xây, thợ sơn tự làm hoặc làm việc tại các cơ sở lưu trú, khách du lịch, homestay, nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở làm đẹp, cơ sở chăm sóc sức khỏe, phẫu thuật thẩm mỹ, các trung tâm thể dục thể thao, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các cơ sở cung cấp dịch vụ rửa xe, cơ sở sửa chữa. Người làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập như là nấu cơm, cấp dưỡng, bảo vệ, trông trẻ không hưởng lương từ quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước, người bán hàng rong, kinh doanh lưu động, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định, các đối tượng khác, mức hỗ trợ đối với trường hợp mất việc làm từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 30 ngày là 50.000 đồng một người một ngày, căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với trường hợp mất việc từ 1 tháng 30 ngày trở lên thì hỗ trợ 1,5 triệu đồng một người một lần. Tỉnh Sơn La sẽ thực hiện chi trả một lần cho người lao động ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người lao động. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phát triển chính quyền số tỉnh Sơn La, cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến mức độ 4, Sở Thông tin và Truyền thông đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt các giải pháp để nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Sơn La năm 2021. Trên cơ sở áp dụng thống nhất hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đồng bộ trong toàn tỉnh, tăng cường sử dụng thông tin, tài liệu, điện tử, hội nghị trực tuyến, tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, tỉnh Sơn La phấn đấu 100% các phòng ban đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện triển khai đầy đủ các ứng dụng cơ bản như quản lý văn phòng, một cửa điện tử, chữ ký số, quản lý ngân sách, tài chính kế toán, tài sản cố định, thi đua khen thưởng, tổ chức cán bộ. Trong đó có 100% cán bộ công chức viên chức được cấp thư điện tử công vụ và sử dụng thư điện tử công vụ trong nước để gửi, nhận, trao đổi, xử lý thông tin, văn bản trong thực thi công vụ công khai thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình điện tử, dịch vụ công mức độ 3 4 trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin về hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính lên hệ thống thông tin một cửa điện tử, kể cả các thủ tục hành chính không tiếp nhận qua bộ phận một cửa để đồng bộ giúp cho việc cập nhật số liệu, báo cáo giám sát, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La đang triển khai 36 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Bộ phận một cửa của Sở tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã tiếp nhận và giải quyết 1.936 hồ sơ. 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, trong đó 184 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. 93 hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ thông tin và tiếp tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thêm 34 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời đưa vào sử dụng 5 phần mềm chuyên ngành riêng biệt. Đến nay thì 100% các phòng đơn vị trực thuộc đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, ký số điện tử và hòm thư công vụ trong công tác điều hành công việc. Tỷ lệ văn bản ký số đạt 95%. Để tạo điều kiện thuận lợi giúp cho các hội cấp tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến gắn với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, các hội cấp tỉnh, cấp huyện chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hội trường, đường truyền, về cán bộ y tế, cán bộ kỹ thuật hỗ trợ, phục vụ các điều kiện cần thiết khác, đảm bảo cho việc tổ chức đại hội trực tuyến tại điểm cầu cấp huyện. Các hội cấp tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 chủ động phối hợp với các sở ban ngành chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công đại hội theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu cấp tỉnh. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố, ra soát chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất tại điểm cầu cấp huyện. Các sở ngành có liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, hỗ trợ các hội cấp tỉnh trong việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến. Ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ 13 được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chọn làm đại hội điểm và được truyền trực tuyến thành công đến 62 tỉnh thành trong cả nước. Do vậy, thời gian tới đây, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu Thanh niên Sung phong tỉnh tiến hành đại hội nhiệm kỳ theo hình thức trực tuyến này. Chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đến các vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn năm nay đã được Trung tâm Y tế huyện Sông Mã tổ chức trong bối cảnh dịch COVID-19, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch. Chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được triển khai từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021 tại 8 trên 19 xã của huyện Sông Mã, gồm Triền Khong, Triền Cang, Mường Hung, Triền Sơ, Nậm Ti, Yên Hưng, Bó Sinh và Đứa Mòn. Trong thời gian này, trạm y tế các xã sẽ tổ chức đồng loạt các hoạt động khám tư vấn và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho người dân trong độ tuổi sinh đẻ. Dự kiến sẽ có gần 3.000 dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và gần 500 dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản sẽ được triển khai và cấp phát cho người dân tại 8 xã thực hiện chiến dịch. Về cái thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình trong cái bối cảnh này thì đối với người dân cũng khác mọi năm là ví dụ người dân đến thì phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đầu tiên. Trung tâm y tế thì đã chỉ đạo các trạm y tế là các đối tượng đến là không được đến đông một lúc. Chiến dịch có sự phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên được triển khai linh hoạt tại các địa phương trong đó đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, tăng cường truyền thông nhóm nhỏ, tư vấn hộ gia đình về sự cần thiết phải áp dụng các biện pháp tránh thai phù hợp, ngăn chặn tình trạng sinh con thứ ba trở lên, lựa chọn giới tính thai nhi ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng đông dân, vùng đặc biệt khó khăn. Năm nay, huyện Sông Mã phân đấu nâng tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại 69%. Ngày 25 tháng 9, Trung tâm Khuyến Nông Tỉnh, Chi cục Thủy Lợi, Chi cục Trùng Trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh đã phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội, Công an thành phố Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2021. Cán bộ, nhân viên các đơn vị đã được tìm hiểu một số nội dung cơ bản của luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản, bản hướng dẫn thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Những kiến thức cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phòng cháy chữa cháy hệ thống điện, ga, xăng dầu, phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng biện pháp làm ngưng sự cháy dập tắt với từng loại đám cháy tự cứu và cứu nạn khi xảy ra sự cố cháy nổ đối với từng loại công trình nhà ở phương tiện giao thông cơ giới tính năng tác dụng và phương pháp kiểm tra sử dụng hệ thống phương tiện dụng cụ phòng cháy chữa cháy đã được trang bị như hệ thống báo cháy tự động hệ thống chữa cháy bằng nước các bình chữa cháy sách tay cùng với học lý thuyết, các học viên còn được hướng dẫn cách sử dụng các bình chữa cháy, các dụng cụ chữa cháy tại chỗ, cách xử lý các tình huống cứu nạn cứu hộ. Qua đây phổ biến kiến thức, trang bị phương pháp, kỹ năng cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở để ứng phó kịp thời khi có sự cố cháy xảy ra. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La mây thay đổi có mưa và rông rải rác, trong cơn rông đề phòng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm 60 đến 99%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 22 đến 31 độ. Thành phố Sơn La 20 đến 29 độ. Mường La 23 đến 34 độ. Mai Sơn 20 đến 29 độ. Yên Châu 23 đến 32 độ. Sông Mã 22 đến 33 độ. Bắc Yên 20 đến 27 độ. Phú Yên 23 đến 31 độ. Mộc Châu 18 đến 25 độ. Sóc Côp 22 đến 32 độ. Vân Hồ 18 đến 25 độ. Thuận Châu 22 đến 31 độ.